Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị góp ý các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Cùng dự và điều hành hội nghị có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đại biểu sẽ tập trung đóng góp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh. Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra giám sát. Gợi ý những vấn đề cần tập trung góp ý, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung vào những nhận định, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết và kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ. Trong đó cần quan tâm phân tích đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề xuất những giải pháp cần tập trung khắc phục để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu và ba đột phá chiến lược trong nghị quyết nhiệm kỳ. Góp ý sự phù hợp của những nhận định được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát, công tác phối hợp trong thực hiện chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát. Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đến khảo sát một số công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn huyện Mang Thít. Tham gia đoàn khảo sát có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đoàn đã trực tiếp khảo sát công trình xây dựng trường tiểu học Mỹ An B, trường mầm non Măng Non 2 ở xã Mỹ An, khảo sát điểm sạt lở tại ấp Tân An, xã Chánh An và công trình xây dựng trung tâm hành chính huyện Mang Thít. Theo báo cáo của chủ đầu tư các dự án, công trình xây dựng trường tiểu học Mỹ An B có tổng kinh phí đầu tư 15,8 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đã thực hiện trên 4 tỷ đồng. Công trình xây dựng trường mầm non Măng Non 2 có tổng mức đầu tư 12,3 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 3 năm 2023. Đến nay, tiến độ thi công công trình đã đạt 45% kế hoạch. Còn công trình xây dựng trung tâm hành chính huyện Mang Thít có tổng kinh phí đầu tư gần 75,5 tỷ đồng. Đến nay đã đạt 90% khối lượng theo thiết kế được phê duyệt. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 10 tới. Đối với điểm sạt lở sông Mang Thít tại ấp Tân An, xã Chánh An có chiều dài khoảng 30 mét, hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành gia cố, xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Sau khi khảo sát thực tế tại các công trình, đoàn khảo sát sẽ làm việc với các chủ đầu tư để tìm hiểu việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ trong năm 2023. Sáng nay tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Vĩnh Long, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo năm 2023. Tham dự có trên 200 đại biểu là người đại diện Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo, luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị định số 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, pháp luật về đất đai xây dựng liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho người đại diện Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng hiểu đúng hơn về quan điểm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, qua đó tuân thủ tốt pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, nhất là trong tổ chức các lễ hội, hoạt động tín ngưỡng. Chiều hôm qua, Hội Tin học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long khóa 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Tin học tỉnh Vĩnh Long đã tích cực phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân, các sở ngành liên quan, các trường đại học cao đẳng, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hoạt động tư vấn, hội thi tin học trẻ, tổ chức các cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, mở các lớp đào tạo, xây dựng an toàn thông tin cho cán bộ công chức, lực lượng học sinh, sinh viên. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức doanh nghiệp nhân dân.
tăng cường các chương trình tư vấn phổ cập tin học cho học sinh, sinh viên trong nhà trường, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nâng cao trình độ kỹ năng chuyên môn cho hội viên. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn vừa tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục trình độ đại học 3 chương trình đào tạo, du lịch, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Trong 4 ngày làm việc, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã phối hợp cùng đoàn đánh giá hoàn thành đợt khảo sát chính thức theo các nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra tài liệu, minh chứng, khảo sát thực tế các điều kiện dạy học, các chương trình đào tạo, phỏng vấn trực tiếp và khảo sát gián tiếp các bên liên quan, bao gồm sinh viên, giảng viên, lãnh đạo, cựu sinh viên và doanh nghiệp. Qua khảo sát, đoàn đã nêu những điểm mạnh và những lĩnh vực cần cải tiến của các chương trình đào tạo nhằm giúp cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền lợi của người học, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và các bên liên quan. Đến nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã có 5 chương trình đào tạo đại học và 1 chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chứng nhận kiểm định chất lượng. Hôm qua, huyện Trà Ôn tổ chức chương trình trao tặng học bổng Quỹ Khuyến học Bình Minh Thiên Phước cho học sinh nghèo hiếu học các địa phương trong huyện. Có 235 học sinh nghèo vượt khó học tốt ở 14 xã thị trấn trong huyện được nhận học bổng. Mỗi suất cho học sinh bậc trung học cơ sở là 1 triệu đồng và 20 quyển tập. Học sinh bậc tiểu học là 1 triệu đồng và 10 quyển tập. Tổng kinh phí trao tặng học bổng trên 250 triệu đồng. Do trụ trì chùa Thiên Phước, huyện Trà Ôn vận động tài trợ. Đây là nguồn vận động, động viên khích lệ tinh thần, tiếp sức cho học sinh nghèo trước thềm năm học mới, tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành những con ngoan trò giỏi, những công dân có ích cho quê hương đất nước. Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, đến nay huyện Trà Ôn đã vận động trao tặng trên 600 suất quà học bổng, nhiều xe đạp, sách giáo khoa và dụng cụ học tập khác cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn các địa phương trong huyện với tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Các bệnh viện công điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu thì mỗi lượt khám là 500.000 đồng, tiền dương nằm 4 triệu đồng một ngày. Khung giá dịch vụ ban hành tại thông tư này bao gồm mức giá tối đa và tối thiểu. Theo đó thì mức giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được phê duyệt không được thấp hơn hoặc là cao hơn khung giá quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư. Cụ thể theo quy định, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện hạng đặc biệt hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh khác, giá tối thiểu là 30.500 đồng và tối đa là 300.000 đồng một lượt. Bộ Y tế cũng nêu rõ, riêng trường hợp mời nhân lực trong nước, nước ngoài đến khám tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng dịch vụ. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 55 quy định rõ về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung và mức hỗ trợ gồm hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa là 4 triệu đồng một người một khóa học, hỗ trợ tiền ăn sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo là 50.000 đồng một người một ngày, hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo là 400.000 đồng một người một tháng, hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân mức 600.000 đồng một người, hỗ trợ tiền đi lại mức 200.000 đồng một người một khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên, mức 300.000 đồng một người một khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên. Trại tạm giam Công an tỉnh vừa tổ chức công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm 2023 cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an tỉnh. Thượng tá Mai Văn Tính, Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 4 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Việc tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng và Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho những người lầm lỗi được tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh tích cực lao động cải tạo để sớm được trở về với gia đình.